Hello everyone, cô Hồng xin chào các em học sinh khối 7 trường Chu Văn An nhé. Welcome to our lesson. Nice to see you again. Rất vui được gặp lại các em lần nữa. Now we begin with Unit A, Places. Session A, Asking the Way. A3, take your books and your notebooks to write down. Now A3, look at the street map. Practice the dialogue with a partner. Chúng ta sẽ nhìn một cái bản đồ về đường đi và kế đó sẽ thực hành bài dialogue với bạn của mình. Đây, the street map. Đây là cái bản đồ về đường đi. Okay, now ask for and give direction to these places. Chúng ta sẽ hỏi đường và một bạn khác sẽ chỉ đường cho mình đi đến bank, ngân hàng, police station, trạm cảnh sát, shoe store, cửa hàng bán giày, bookstore, nhà sách, restaurant, nhà hàng, hotel, khách sạn, post office, bưu điện and school, trường học. Ở bài này chúng ta không có từ mới và chúng ta sẽ luyện tập với bạn của chúng ta rất nhiều nhé. Ok nào. Look at the street map again. Chúng ta nhìn lại cái hình bản đồ đường đi lần nữa. Và cô cho sẵn những cái bài này để các em ở nhà luyện với bạn mình hoặc là anh chị mình trong gia đình nhé. Number one, where's the pen? The bank is between the hotel and the restaurant. It's opposite the hotel. Chúng ta nhìn cái bản đồ về đường đi, ngân hàng ở giữa khách sạn và nhà hàng và nó đối diện với lại bệnh viện. Where is the police station? The police station is between the post office and the museum. It's opposite the stadium. Trạm cảnh sát thì ở giữa bưu điện và viện bảo tàng. Nó đối diện với lại sân vận động. Where is the shoe store? Cửa hàng giày ở đâu? The shoe store is between the restaurant and the hotel. It's opposite the supermarket. Cửa hàng giày thì ở giữa nhà hàng và khách sạn. Nó đối diện với siêu thị. Where is the bookstore? Nhà sách ở đâu? The bookstore is next to the souvenir shop and the market. It's opposite the school. Nhà sách thì ở kế bên cửa hàng lưu niệm và chợ, nó đối diện với trường học. Ở nhà mình luyện tập với bạn bè hoặc là anh chị của mình. Ok nào, continue street map. Chúng ta cũng tiếp tục với lại cái bản đồ đường đi. Number 5, where's the restaurant? The restaurant is next to the bank and the shoe store is opposite the hospital. Nhà hàng bên cạnh ngân hàng và cửa hàng bán giày. Nó đối diện với lại bệnh viện. Where is the hotel? The hotel is next to the bank and the shoe store. It's opposite the supermarket. Khách sạn thì kế bên ngân hàng và cửa hàng giày dép. Nó đối diện với lại bưu điện. Where is the post office? The post office is next to the school and the police station. It's opposite the stadium. Bưu điện thì kế bên trường học và trạm cảnh sát, nó đối diện với lại sân vận động. Where is the school? The school is next to the police station and the post office. It's opposite the bookstore. Trường học thì kế bên trạm cảnh sát và bưu điện, nó đối diện với lại nhà sách. Now look at the street map. Listen and write the places. Now listen. Look at this street map. Practice the dialogue with a partner. Now, look at the street map again. Listen and write the places. Go straight ahead to the second street. Turn left. What is on the right? Go straight ahead. Turn right into the first street. What is on the left next to the restaurant?
What is on your left? Go to the second street. Turn right. What is opposite the hotel? What is on your right? Now look at the street map again and listen. This street map. Practice the dialogue with a partner. Now look at the street map again. Listen and write the places. Go straight ahead to the second street. Turn left. What is on the right? Go straight ahead. Turn right into the first street. What is on the left next to the restaurant? What is on your left? Go to the second street. Turn right. What is opposite the hotel? What is on your right? Okay, now number one, go straight ahead to the second street. Turn left. What is on the right? Đi thẳng về phía trước ở con đường thứ hai. Quẹo trái. Vậy thì bên phải bạn là cái gì? Go straight ahead. Turn right into the first street. What is on the left next to the restaurant? Đi thẳng về phía trước, quẹo phải ở con đường thứ nhất. Bên trái bạn kế cái nhà hàng là gì? What is on your left? Bên trái bạn là gì? Number 3. Number 4. Go to the second street. Turn right. What is opposite the hotel? Đi đến con đường thứ hai, quẹo phải. Vậy đó diện với lại cái khách sạn là gì? What is on your right? Cái gì ở bên phải bạn? Ok now, listen and check the answer. Listen. The dialogue with a partner. Now, look at the street map again. Listen and write the places. Go straight ahead to the second street. Turn left. What is on the right? Okay now, souvenir shop. Đó là cửa hàng bán đồ lưu niệm. Number 2. Go straight ahead. Turn right into the first street. What is on the left next to the restaurant? Shoe store. Cửa hàng giày. What is on your left? Okay now, hotel. Khách sạn. Go to the second street. Turn right. What is opposite the hotel? Drugstore. Nhà thuốc. What is on your right? Hospital. Bệnh viện. We move to homework. Vậy thì chúng ta sẽ tới phần bài tập về nhà rồi. Okay, now asking the way and giving directions to these places. Police station, bookstore, shoe store, school, bank, hotel, restaurant, post office. Using the map base 81. Về nhà các em học cách hỏi đường và đưa ra cách chỉ đường đến những nơi này nhé. Và sử dụng cái bản đồ ở trang 81. Repair new lesson unit 8, section B, B1.
Okay, now thanks for your attention. Các em, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe cô. Goodbye. Hope to see you soon. Hy vọng được gặp lại các em càng sớm càng tốt nhé. Bye bye. Thank you again.